Để biết được những thông tin mới nhất từ kênh của mình thì mọi người hãy bấm vào nút đăng ký này. Sau đó bấm vào cái chuông để mỗi khi mình đăng video nó sẽ hiện thông báo cho bạn và bạn sẽ không bỏ lỡ một video nào của mình. Hi, xin chào mọi người, mình là FakeMV và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì cũng khá lâu rồi mình chưa làm video thì trên trường học nhiều thứ quá. Ok, thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mod sẽ mang vào Minecraft những con quái vật, nhưng mà không phải quái vật to đùng như mọi người nhìn nữa. Mà đây là những con quái vật bé tí con, bé hơn cả con bò kìa kìa. Bé hơn nhiều. Và không phải tất cả con quái vật đều bé tí, chỉ có một vài con thôi, không có bò đâu. Chỉ có những con quái vật xấu ấy, không phải những con mấy cái này đâu. Ok. Thì mình sẽ để link map link mod này ở bên dưới video này, nếu mọi người muốn tải về thì có thể tải về. Và cái mod này hoạt động cho phiên bản Minecraft 1.11.2. Ngoài ra còn có những phiên bản từ 1.7.10 đến 1.12 nữa. Còn rất là nhiều, ok. Thì nếu mọi người thích video này đừng quên bấm nút like bên dưới, chia sẻ nó và đăng ký kênh của mình nhé. Ok, chúc mọi người xem vui vẻ. Và khi mọi người cài cái mod này vào Minecraft thì nó sẽ cho thêm một cái tab mới có tên là Baby Moth. Thì ở đây nó còn thêm khá là nhiều mob ở đây, và có thêm cả bánh mì vàng nữa. Mình không biết nó có tác dụng gì khác không. Ok, ở đây có trứng rồng, có nhện, có skeleton, có creeper, wither và rất là nhiều con nữa. Ok, thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho mọi người một vài con thôi, chứ còn giới thiệu cả chỗ này lâu lắm. Mọi người có thể tải mod này về và thử xem. Ok. Và con đầu tiên đó chính là con nhện. Đây là con nhện con khi mọi người cho nó ra. Thì đây, nó giống con nhện thường, nhưng mỗi tội là nó chỉ nhỏ hơn thôi. Con nhện thường là đâu nhỉ? Đây là con nhện thường. Nó to hơn rất nhiều so với con nhện nhỏ con này. Ok, mình sẽ... Và con nhện con này nó sẽ khỏe hơn so với con nhện thường rất nhiều. Nó có đánh mình không nhỉ? Đó. Ôi, giờ thì nó đánh mình rồi đấy. Giờ nó đánh mình rồi đấy. Nó chạy nhanh hơn con nhện thường. Và khi nó đánh bạn, nó sẽ nhả tơ ra để chặn bạn lại. Ok, nó nhanh quá. Nhưng mà đam của nó gây ra cũng không nhiều cho lắm. Ok, mình sắp chết đây. Đừng, đừng. Wow. Và những cái tơ kia nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Nó sẽ ở đấy một lúc thôi và nó sẽ biến mất. Và con nhện này ấy, nó sẽ có cơ hội. Một cái tỷ lệ nào đó nó sẽ phun độc vào người mình hay sao ấy. Và từ nãy giờ mình chưa thấy nó phun độc. Nó chỉ thấy... Ôi, mày thôi nhả tơ tao đi được không? Mình không muốn chết, mình không muốn chết. Đó. Ok, mình vẫn sống. Vừa nãy mày đánh ai? Và một lưu ý nhỏ trước khi mọi người dùng cái mod này, đó chính là mấy con mob mà mấy con quái vật con này ấy, trông nó nhỏ bé vậy thôi, chứ thực ra nó rất là mạnh. Nó mạnh hơn mấy con bình thường rất là nhiều lần luôn. Mọi người đừng có mà dạ gì mà thấy mấy con này rồi đâm vào đánh nhau như bình thường nhá. Nó rất là khỏe. Tiếp theo chúng ta có creeper nhỏ, creeper con. Và mình nên ra chỗ nào đó trước khi nó nổ tan bành cái chỗ này. Cái mình sẽ cho ra một con, hai con. Nhìn nó đấy à? Hả? Nhìn đáng yêu chưa? Đấy, mày có mặt ở đây nào? Nhìn cái đầu của nó kìa. Í, đầu to to. Và mọi người có thể thấy là nó đang bắn ra một cái tia lửa ấy. Và nếu bạn dính vào là bạn sẽ cháy. Okay, nhưng mà trước khi bạn cháy ấy, thì con này nó sẽ nổ tung các bạn ra rồi. Cho nên là bạn không có cơ hội cháy lâu đâu. Có gì cơ? Bây giờ chúng ta thử nổ tí nào. Alo, ơi đừng. Thì kìa, trước khi nó sẽ phun ra khá là nhiều lửa. Và lấy lúc đấy. Wow. Và trước khi nổ nó sẽ phun ra khá là nhiều lửa. Đấy. Và nó sẽ đốt cháy bạn. Và mọi người có thể nhìn thấy cái lỗ mà con này nổ ra nó to ngang ngửa với con creeper bình thường, có khi còn to hơn đấy. Đây chỉ là một con bé tí con thôi nhá, mà nó đã như thế này rồi. Cái khủng. Ok, thử lại lần nữa. Yep. Ở đây lửa nó rơi xuống mặt nó và nó cháy, nó không cháy được lâu và mình đang có cái này cho nên là mình không sợ chết. Và con tiếp theo đó chính là con Enderman. Con Enderman trông nó mới đáng sợ này. Mình biết là mình đã nói mấy con vật này nó trông nó kinh khủng hơn mấy con bình thường rất là nhiều, nhưng mà con Enderman mới đáng sợ này. Nhìn nào. Oh. Ok, nó cũng như bọn con Ender bình thường, nếu bạn không nhìn vào nó sẽ không đánh bạn. Nhưng mà đến khi bạn nhìn vào nó, wow, nhìn nè, nó bắn cả laser vào mặt bạn luôn. Và bạn không thể chạy được. Đâu rồi? Đây. Sao nó không bắn laser nữa nhỉ? Hãy bắn laser vào mặt tao xem nào. Đấy. Cái laser này rất là đau. Vì mình đang có hiệu ứng này, cho nên là không bị làm sao cả. Ok, mình đã tắt cái hiệu ứng đi rồi. Và xem mình sống được bao lâu. Ôi đâu rồi? Ê đừng. Ok, xuống nước. Nó cũng sợ nước như Enderman bình thường. Đấy. Mọi người nhìn nhỉ? Nó chỉ cho đấm cho mình 4 nhát là mình chết.
Ok, đấy là chưa kể nó bắn tia laser. Cứ tưởng. Ở đấy. Nó bắn tia laser à? Là bạn khó mà chạy được, có chạy được nhưng mà rất là khó để chạy bởi vì cái tầm bắn của nó rất là xa. Nhưng mà trông nó đáng yêu phết nhỉ. Không ai đáng yêu đấy hết. Mày chết đi. Hả? Yeah. Chết rồi à? Tiếp theo chúng ta có zombie. Mình biết là trong Minecraft cũng có mấy cái con zombie con rồi, nhưng mà cái này nó có nhiều loại các con zombie. Nhìn nè, trông rất là, mọi người biết con gà chứ, bình thường là cũng có mấy con zombie con nó cưỡi gà, nhưng mà gà thường. Nhưng mà đây thì không, đây là con gà zombie. Ta thử xem nhá, chúng ta sẽ, nó sẽ làm gì. Tất nhiên nó sẽ tấn công mình rồi, nhưng mà ao, mày thôi đi, không biết con gà nó đánh mình không? Ê, đừng đánh tao. Ok, bây giờ con gà chết rồi. Rồi đến thằng này. Ok, kể ra nó cũng giống như con zombie bình thường thôi. Chỉ có điều khác là nó sẽ ngồi trên một con gà zombie. Lần nữa, lại một con gà zombie. Ok, nó chỉ khác biệt là chúng ta có con gà zombie. Để mình xem con gà có thể làm được gì không. Có vẻ là... con gà nó cũng đánh mình kìa. Gà zombie, mình tưởng gà phải bình thường. Nó đánh mình. Một đấm nữa là mình chết. Không bao giờ. Skeleton là con tiếp theo. Ok. Và khi triệu hồi ra con skeleton này, nó sẽ có tùy từng cơ hội mà nó sẽ... tùy từng cơ hội mà nó sẽ mang một hiệu ứng khác nhau ở trên người. Và hình như con này là tàng hình như sao ấy. Vừa nãy khi ra mình đâu có thấy mặt nó đâu. Tự dưng một lúc xong rồi ấy. Ok, mình sẽ thử xem nào. Nó sẽ làm gì mình. Tất nhiên nó sẽ bắn mình rồi. Và... mình đã bị chóng mặt à? Nhưng mà đâu có thấy chóng mặt đâu nhở. Thì ấy, nó sẽ bắn tên vào mình. Và trên người nó mang hiệu ứng gì thì khi bắn tên vào mình cũng sẽ mang hiệu ứng như nó. Và có vẻ là... chúng ta không bị hiệu ứng gì nhỉ? Chắc chỉ bị một lần đầu tiên bắn thôi. Thử lại lần nữa nhá. Xem con này ra cái gì nào. Con này sẽ ra hiệu ứng gì vậy? Vẫn là chóng mặt sao? Cái chóng mặt nhẹ thôi. Bắn nó giỏi bắn thế nào? Giỏi bắn thế nào? Con gà. Bắn. Ok. Chưa hết. Chưa trúng. Ok, bây giờ mày sẽ... ok. Và khi giết nó ấy, nó sẽ cho ra một cái mấy cái cung hiệu ứng này, tùy từng hiệu ứng của nó. Để mình xem nào còn hiệu ứng gì nữa không nhỉ. Đấy, con này có hiệu ứng khác này. Hình như đây là chậm thì phải. Con này hình như là đây là wizard. Con này màu tím chắc lại là buồn nôn rồi. Con này màu xanh là độc này. Con này vẫn là màu tím. Con này vẫn là màu tím. Con này là màu tím. Con này cũng màu tím. Màu xanh. Ok, chắc chỉ có mấy loại tím, xanh, đen. Và con vật cuối cùng mà mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là con Iron Golem. Rất là nhỏ, nhìn nè. Và nó sẽ cầm bông hoa ở trên tay. A flower for me, ok. Mình hình như mình không thể cầm được nó hay sao ấy. Và nó nhanh hơn con Golem bình thường nhiều. Và nó cũng đánh những con mob khác. Như kiểu Skeleton, nhện. Spider Jockey này. Yep, đập đi. Đánh chết hết rồi nó. Quẩy hết lên trời. Ok. Yeah. Và con Iron Golem này nó sẽ chữa cho bọn zombie. Có vẻ là không. Và nó sẽ chữa lành cho bọn zombie. Và hình như nó có chữa cho cả con gà hay sao ấy. Hình như con gà nhìn nè. Nó chữa lành cho con gà rồi này. Không lành gì đâu. Ok, và nó còn có thể chữa lành cho những con zombie dân làng ấy mà mọi người tìm thấy ở dân làng. Có thể đưa cho con này và nó sẽ chữa lành. Nó có chữa cả gà zombie nữa kìa. Tuyệt vời chưa? Thử lại nhá. Không phải mày. Đó. Xem nè. Ok. Nó cũng có cái hiệu ứng như kiểu mình dùng táo vàng để mình chữa cho mấy con dân làng ấy. Và nó cũng đứng yên một lúc. Và nó biến thành gà. Quá tuyệt vời phải không? Không có đâu. Và khi giết con này ấy, mình sẽ rơi ra sắt. Yep. Và mấy cục hoa hồng, mấy bông hoa hồng. Và ngoài ra ở đây còn khá nhiều con mob nữa, như cả rồng. Mình nên giới thiệu rồng. Và con rồng này ấy, nó chỉ là một phiên bản thu nhỏ của rồng Ender thôi. Nó không làm một cái gì cả.
nó chỉ bay bay xung quanh đó. Chỉ khi bạn đặt quả trứng này thì nó mới bay, và trông nó vẻ khá là to ấy, trông chả bé 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 con gì đâu. Bạn không, nó không làm gì bạn cả, thì như là vậy phải không? Nó có đánh mình không? Ok, nó không đánh mình và mình cũng không đánh được nó, và nó sẽ di chuyển quanh cái trứng này nếu bạn mang nó đi chỗ khác đâu nhở. Đây, nếu bạn mang ra đấy thì con rồng mình nghĩ bây giờ thành trứng thường rồi, không phải trứng rồng nữa. Ok, thử cái này nhận đó, chúng ta con rồng lại bay mất. Và tiếp theo chúng ta có bánh mì vàng, và nó không khác gì một cái bánh mì bình thường cho lắm, nó chỉ tăng độ đói nhiều lên thôi. À nó ốp, what, con kia đâu ra vậy? What, tại sao lại có hai con rồng? Kỳ lạ chưa? Ok, mình sẽ nói tiếp về cái bánh mì. Nó không làm gì nhiều, nó chỉ hồi máu nhiều hơn thôi. Nó chỉ hồi cái thanh đói nhiều hơn đấy, không phải là hồi máu. Và còn khá là nhiều những con mob khác, như kiểu là Wit, là phù thủy này, và Ender, Enderman, mực này, những con hộ vệ ở dưới biển này, có cả Shulker đó, mà mình không biết nó làm gì. Có Zombie Big Man, Gas, Snowman là người tuyết, và Wizard. Nhìn Wizard này. Wow, nó không đáng sợ gì hơn cái con Wither bình thường, nó chỉ bé và nó nhanh hơn và nó đang tàn phá mọi thứ, nhưng của Wither. Và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video mod ngày hôm nay. Thì nếu mọi người thích video này, đừng quên bấm nút like bên dưới, chia sẻ nó và đăng ký kênh của mình nhá. Ok, và nếu mọi người muốn xem những cái con quái vật như thế này nữa thì đừng quên bấm vào cái link video ở trên màn hình, nó sẽ dẫn bạn đến một cái video mới. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đợi mọi người bấm, và con Wither kia nó sẽ tàn phá mọi thứ nếu mọi người không bấm. Nó đang giết rồng kìa, nó đang giết rồng mà dù nó chả giết được cái gì cả. Ốc chó.